Ok, chào toàn thể anh em nha. Quay clip này thì chi tiết hơn cho anh em. Đợt này em có làm thêm mấy món hàng Nhật đấu giá rồi đánh hàng Nhật về. Thì trong lô hàng về, lúc đây, trong lô hàng về thì Zippo, nước hoa, các thể loại. Nhưng mà em thì em không buôn đấy, trong lô hàng thôi. Thì em nói luôn với anh em, em bán đồng hồ rất là nhiều rồi, toàn đánh và đấu giá được, cho nên là giá đảm bảo rẻ 1/3 thị trường, hàng chính hãng, bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, hộp cũng đã xịn sò rồi. Thì clip này em nói lại, một con đồng hồ full ni lông hộp xốp thế này anh em nhé. Đấy, Seiko size mặt Dial 40 đờ mi mạ vàng. Đấy, kiềng vàng, kim vàng, nút vàng, tóm lại là 4 kim, kim 24 giờ kiểu Sun and Moon ấy, lộ tim ở góc 9 giờ, Seiko Automatic hỗ trợ lên cót bằng tay, đồng thời lưu trữ cót 36 đến 40 tiếng, cho nên là cực cấu hình cực cao, mặt thì sapphire chống xước luôn. Đặc biệt máy, anh em nhìn bộ máy này, vô đối 4R39A, bộ máy cơ lộ này, lộ máy này thì bộ máy này là quá đẳng cấp rồi. Em nói rất nhiều trong cả clip trước rồi. Đấy, máy quá đẹp luôn. Đồng hồ nhá. Đây, em để đâu mà nhận, lắc phát là chạy thôi. Đấy, thế mà là automatic chứ. Anh em thấy chưa? Nhưng quan trọng clip hôm nay, ai xem được clip này ấy thì mua đồng hồ, anh em có thể chọn cho em một con Zippo. Có thể chọn cho em một con Zippo đẳng cấp luôn, vàng luôn. Đỏ chưa? Đấy. Nếu anh em thích Zippo, em tặng cho con Zippo. Nếu anh em thích nước hoa của Nhật, Formen, rất thơm anh em ạ. Con này chưa khui đâu nha. Hàng Nhật mà, Japan, thì em tặng luôn cho anh em, được chưa? Còn đồng hồ thì em bao về giá bằng 1/3 giá thị trường, chính hãng, bảo hành cho anh em 1 năm. Anh em thích nước hoa thì lấy nước hoa, thích lấy một con Zippo thì lấy Zippo. Đây là chỉ độc nhất trong cái video này thôi anh em nhá, bởi vì nhiều khi bán hàng mà ngẫu hứng thôi, chứ không phải các bạn mua trước thì bảo là sao lại không có quà này quà kia. Đây là hàng về từng lô ngẫu nhiên, thì có cái gì thì em thích thì em đưa lên, còn em không buôn bán nước hoa hay là không buôn bán Zippo làm gì cả. Nhưng mà em thích, thỉnh thoảng em còn là kích cầu, vừa tặng anh em cho nó vui, vừa bán hàng. Chứ những anh em mua trước đó rồi không có thì anh em cũng thông cảm nhá. Đấy, anh em chọn đi, nước hoa này. Thiếu nước hoa thì anh em lấy nước hoa, anh em nào hút thuốc thì anh em lấy Zippo, Zippo xịn sò nhá, Zippo xịn sò anh em nhá. Đây em quay một tay, hơi khó để em thì cũng không phải là dân hút thuốc, anh em thông cảm là không phải là dân hút thuốc. Con này là biểu tượng là Mercedes anh em nhé. Đây em quay thế này cho anh em rõ này, chữ Mercedes này, logo Mercedes 3 sao này. Đấy, con này là rồng, chạm rồng. À, chạm rồng, để em quay thế này anh em nhìn thấy con rồng này. À, rồng nha. Nói chung là vàng đi với vàng thì quá đẹp luôn, vàng đi với vàng thì quá đẹp. Rồi, anh em thích nước hoa thì lấy nước hoa, thích Zippo là Zippo. Riêng anh em nhìn thấy clip này thì anh em nhớ cho em, bảo em vừa nhìn thấy clip này. Ok anh em nha, giá thì em bao rẻ luôn, còn anh em chủ động mua thì chủ động cho em, bởi vì em chỉ tiếp những người có nhu cầu thôi, chứ không hỏi rơi là mệt lắm. Xin cảm ơn.